Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô và kính thưa tất cả đại chúng. Hôm nay con kính xin quý thầy cho chúng con có một bài phỏng vấn nhỏ nhỏ đến với các quý sư cô. Hôm nay là ngày lễ Phật Đản, ngày Phật Đản sanh, và tinh thần của Thiền viện Suối Từ cũng như Thiền viện Phổ Môn là quý thầy muốn giúp cho mọi người trở về được, nhận được mình có tâm giác ngộ và mình trở về sống với tâm giác ngộ để cuộc sống của mình được thanh thang. Thì tuệ quán có biết được có một số sư cô rất còn trẻ nhưng với tinh thần giác ngộ theo thầy tu học đã xuất gia và cùng với quý thầy đi trên con đường giác ngộ. Con xin quý thầy cho con mời sư cô Tuệ Đăng, là một trong những sư cô trẻ mà đã xuất gia theo quý thầy, để có thể thưa đến với quý vị lý do nào mà sư cô Tuệ Đăng xuất gia. Tuệ quán được biết là sư cô Tuệ Đăng ở Canada và cô có một cuộc sống rất là thành công. Bây giờ tuệ quán muốn phỏng vấn sư cô Tuệ Đăng là làm sao mà, cái lý do nào mà cô bỏ hết tất cả mọi thứ để cô qua và xuất gia với lại quý thầy. Cô có cuộc sống rất là đầy đủ bên Canada. Rồi tại sao bên đó cũng có chùa, có thiền viện, tại sao cô không xuất gia bên đó mà cô lại chọn với lại Ni Sư Thích Diệu Thiện vậy, thưa sư cô? Cảm ơn câu hỏi của chị Tuệ Quán. Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng. Tuệ Đăng có được cái một cái duyên được gặp thầy Phổ Môn là Ni Sư Thích Diệu Thiện tại Vancouver, thành phố Canada. Vào năm 2013, một cái duyên rất tình cờ. Nhưng mà ngay cái lần gặp đầu tiên đối với Ni Sư ấy, là thầy của Tuệ Đăng hiện nay, ở Ni Sư có một điều gì đó mà rất là đặc biệt mà Tuệ Đăng chưa bao giờ cảm nhận từ một vị thầy nào khác hết. Và Tuệ Đăng cũng không biết là lý do tại sao, nhưng mà khi gần lần đó thì Tuệ Đăng rất là muốn được đi tu học do Ni Sư hướng dẫn. Và năm kế tiếp khi Ni Sư trở lại Canada và có những khóa tu cho người Canada, và Tuệ Đăng vẫn theo tu học. Và gần đây nhất là vào năm 2016, lần này Tuệ Đăng cũng được tham dự khóa tu của Ni Sư hướng dẫn. Và điều đặc biệt đã xảy ra đối với Tuệ Đăng là ngay trên cái trên đường về từ Victoria về lại Vancouver, thì trên chuyến phà đó độ khoảng là gần 2 tiếng đồng hồ. Ngay khi đó, Ni Sư đã giúp cho Tuệ Đăng bật tung được nội tâm của mình qua việc khai thị rất là đơn giản qua một câu chuyện về ly cà phê. Vì vốn dĩ Tuệ Đăng từ nhỏ tới lớn không thể uống được cà phê. Nhưng qua câu chuyện ly cà phê không uống được nữa, Ni Sư rất kiên nhẫn. Là bởi vì trong thân Tuệ Đăng có những câu hỏi về cái nội thức của mình, về thân thức của mình mà mình cũng không hiểu tại sao. Thì từ những câu hỏi rõ đó, và Ni Sư rất là kiên nhẫn, từng bước, từng bước, từng bước mà đặt những câu hỏi để giúp cho Tuệ Đăng nhìn thấu được nội tâm của mình. Và khi đó Tuệ Đăng thấy rất rõ, ở trong mình nó có những cái vướng mắc, ở trong mình nó có những cái ôm chấp, và ở trong mình cũng có những tham niệm, và ở trong mình cũng có những cái chấp rất thật về cuộc sống này. Và đó là lý do tại sao mà có đôi khi mình sẽ có những cái điều phải suy tư, phải phiền muộn hay là một điều gì đó mà mình không thể giải thích được. Và một điều đặc biệt hơn, trong khoảng suốt hơn nửa tiếng đồng hồ thầy khai thị, thì đến lúc cuối cùng, khi đó Tuệ Đăng thấy rõ trong con người của mình, mình tham chấp, mình tham về cái cuộc sống này nhiều lắm, mình rất là thích cái cuộc sống này. Và điều đó là không có sai, nhưng mà cái lúc đó thầy giúp cho Tuệ Đăng nhận ra một điều mà mình chưa bao giờ nhận ra, đó là thế nào là hạnh phúc chân thật. Kính thưa quý vị, trước khi mà để Tuệ Đăng có thể cảm nhận được cái hạnh phúc chân thực, hay chúng ta thường gọi là tâm xúc chạm được tâm giác ngộ, thưa quý vị, thì lúc đó trong suốt nửa tiếng đồng hồ, trong đó nội tâm của Tuệ Đăng luôn luôn có những conflict, những có mâu thuẫn. Ở trong đó nó giống như là
mình chỉ muốn giữ, mình cứ giữ thì càng giữ thì càng chặt, mà càng chặt thì mình lại có trong nội tâm của mình nó không có được thênh thang tự tại đâu quý vị. Và khi đến trong 30 và tới phút cuối cùng, tự nhiên nước mắt Tuệ đang rơi. Tuệ đang rơi là bởi vì khi đó Tuệ đang được xúc chạm đến cái tâm giác ngộ. Một sự nhiệm màu đã xuất hiện. Khi đó Tuệ đang cảm nhận thật sự hạnh phúc thênh thang tự tại trong nội tâm của mình là gì. Mà cái hạnh phúc này nó không phải là ai cho mình, hoặc là phụ thuộc vào những cái mình đang có đâu, không có đâu thưa quý vị. Hạnh phúc chân thật đó nó ở trong mỗi chúng ta. Và Tuệ Đăng đã may mắn được Thầy giúp cho Tuệ Đăng bật tu được nội tâm và xúc chạm được cái tâm giác ngộ đó. Và ngay cái giây phút đó, Tuệ Đăng cũng cảm nhận được rằng là có rất là nhiều người, không phải ai cũng được hạnh phúc. Có những nỗi đau, có những u uất trong lòng mà không nói nên lời, kính thưa quý vị. Và khi đó cái chuyến tàu nó lại đến bờ rồi và Tuệ Đăng phải đi xuống. Thì còn lại 40 phút kế tiếp để mà đợi một và các anh chị bạn khác qua chuyến tàu thứ hai. Thì trong giây phút chờ đợi đó, Tuệ Đăng đang giúp một số người bạn để mua vé xe bus trở về Vancouver. Thì khi đó, sau khi gửi cho các những người bạn về, thì Thầy mới hỏi Tuệ Đăng một câu là: con luôn lo cho người ta có nơi về, còn who is your driver? Cái câu nói này rất là đơn giản, nhưng mà nó thật sự là chấn động trong nội tâm của Tuệ Đăng. Tuệ Đăng nhìn lại mình. Những ngày qua, mình cũng cố gắng làm công quả tại chùa, cũng đi tu học chút chút. Nói chung là cũng rất cố gắng, nhưng sao mình vẫn chưa tìm được lối về? Và ai sẽ là người dẫn mình về con đường giác ngộ? Thì ngay cái moment đó, Tuệ Đăng nhìn Thầy, và Tuệ Đăng lại nhớ lại tất cả những hình ảnh, cảnh độ sanh của Thầy. Thầy không quản ngại khó nhọc đi tất cả các nơi trên thế giới. Và dù có khuya hôm như thế nào, Thầy cũng ngồi khai thị cho tất cả các anh chị thiền sinh, và trong đó có Tuệ Đăng. Và cái moment đó, trong lòng Tuệ Đăng trỗi lại lên một niềm tri ân và rất là cảm động trước cái tấm lòng và sự đổ sanh của Thầy. Và chính vì vậy, ngay giây phút đó, ngay tại bến phà, kính thưa quý vị, Tuệ Đăng không còn biết ngại là gì nữa hết đó. Đứng ngay ở bến phà và chắp tay và xin Thầy, nếu như mà có thể được thì cũng đã rất là muốn quỳ lại Thầy ngay nơi đó. Nhưng vì ở nơi công cộng, Tuệ Đăng khóc và xin Thầy, xin Thầy cho con được xuất gia theo Thầy. Bởi vì con biết chỉ có Thầy sẽ giúp con trở về con đường giác ngộ và trở về được cái tâm giác ngộ, và con có được cái hạnh phúc chân thật trong nội tâm. Và chính vì con cảm được cái tâm độ sanh của Thầy, con cũng rất là mong tất cả mọi người hướng tâm về quý Thầy, hướng tâm về giác ngộ, để quý vị cũng sẽ có được một cái hạnh phúc chân thật trong nội tâm của mình như là Tuệ Đăng đã được. Và chính vì điều đó, và Tuệ Đăng đã phát tâm xuất gia. Và một điều kỳ diệu hơn nữa là khi Tuệ Đăng đến Houston, Tuệ Đăng lại được gặp thêm một vị giác ngộ, đó là Hòa Thượng Thích Thông Hội. Và Tuệ Đăng rất may mắn được hai vị thầy khai thị trong cái khóa tu vào ngay cái ngày lễ xuất gia, cũng như là nhiều hai quý thầy thường xuyên giáo hóa các ni chúng trong thiền viện những cái bài pháp, và cho chúng ni chúng có một con đường tu hành tinh tấn trong mỗi ngày, từ trong mỗi công việc, từ trong mỗi ý niệm của mình. Và càng ngày Tuệ Đăng cảm thấy rõ rằng là cái tâm thức của mình hướng về giác ngộ nó càng ngày nó càng mạnh hơn. Và chính vì cái tinh thần đó, Tuệ Đăng rất là mong mọi người hãy phát tâm hướng về quý Thầy và sẽ nhận được cái hạnh phúc mà Tuệ Đăng đã được nhận. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và con xin tri ân hai thầy đã giúp cho con có được một hạnh phúc chân thật và giúp cho con tìm ra con đường đi để tìm về bờ giác, để lìa khỏi bến mê này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
cảm ơn sư cô rất là nhiều. Vì chương trình của mình có hạn, mình còn đến 3-4 sư cô mà trẻ mà với tâm nguyện xuất gia đi theo thầy như vậy, nhưng mà mình sẽ hẹn vào một lần khác mình sẽ phỏng vấn một sư cô khác được không quý vị? Bây giờ tụi quán muốn giới thiệu đến quý vị chương trình Tuổi Trẻ của Thiền Viện Phổ Môn. I would like to invite Tuệ Tín come to the podium please. Tụi quán muốn giới thiệu đến quý vị em Tuệ Tín. Em là người Ấn Độ, nhưng em đã về Thiền Viện Phổ Môn và đã có cái duyên gắn bó với thầy Phổ Môn rất là lâu rồi. Em về Thiền Viện Phổ Môn lúc em còn nhỏ xíu thôi, chỉ có mới 3-4 tuổi. Với chương trình Tuổi Trẻ thì em đã tham gia và được các quý sư cô là thầy cô giáo của em hướng dẫn cho em biết cách làm sao mà quay về với bệnh nội tâm của mình để em có được lợi ích và em được sống vui. Bây giờ tụi quán sẽ đặt câu hỏi với em. Em không có nói được tiếng Việt cho nên tụi quán sẽ nói tiếng Anh, xong rồi tụi quán sẽ thông dịch tí xíu lại nha. Tuệ Tín, you would like to say bow to the masters, nuns, and then we bow to the audience. Can you tell the audience when and what was the chance that you have met the Zen masters, and what how do you feel about them? What did you learn from them? And what are the benefits that you have since you have come to the meditation center? So I've learned about clear water and dirty water, about how I can become more stable and live truly happy. Can you tell a little bit more? What have you learned and how do you apply that to your own life, to your own daily life that help you overcome stress or how to deal with people around you? So I don't have to get frustrated when I talk to people, and I can be more stable. Is there an example that you can give to them so they can understand a little bit more? How do you overcome that? By using meditation and then catching dirty water. Very good. Thank you. You can Tụi quán xin tóm lược tí xíu. Em nói em về Thiền Viện Phổ Môn thì em học để em biết được làm sao mà em có cái tâm thanh tịnh, và em nhận ra được em đang sống với cái tâm mê. Ngay phút mà em sẽ được thực tập về thiền và được khai thị theo cái level của các em, thì em nhận ra được, khi mình nhận ra được mình đang sống với cái tâm mê mà mình nhận ra được á, thì mình quay trở về, tại vì mình muốn mình là một cái tâm thanh tịnh. Cho nên em dùng cái những cái phương pháp mà quý thầy cô dạy cho em đó để em áp dụng. Khi mà em nhận ra được thì em sẽ không có bị nóng giận lên. Đó là một trong những ví dụ nho nhỏ của chương trình Tuổi Trẻ ở Thiền Viện Phổ Môn. Ở Thiền Viện Phổ Môn á, mình có chương trình Tuổi Trẻ để giúp cho tất cả các em cùng đồng hành với cha mẹ mình đi trên con đường tìm về với lại tâm giác ngộ, để mình có tất cả đều có được hạnh phúc chân thật. Thì trong tương lai Thiền Viện Suối Từ cũng sẽ có chương trình Tuổi Trẻ như vậy. Tụi quán rất là hy vọng parents, những người phụ huynh, cũng khi mình có chương trình này, mình sẽ ghi danh cho các cháu để các cháu về học. Khi các cháu mà có được cái tâm mà trong sáng như vậy, các cháu sẽ biết cách làm sao đối diện với cuộc sống để các cháu không có bị vấp phải những cái mê lầm mà có thể dẫn đến những cái hậu quả nó không có thể lường được. Chương trình nó có hạn cho nên mình không thể mời được nhiều các em, nhưng đó là một ví dụ nho nhỏ để giới thiệu đến với quý vị về con đường hướng dẫn của quý thầy ở đây có những chương trình như thế nào. Và bây giờ mình sẽ trở lại với chương trình nhé.